Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Chuyện bia kèm lạc của Toyota và những hệ lụy của nó. Mẫu xe SUV nhỏ gọn nhất trong tầm giá dưới 700 triệu đồng. Toyota Rush hiện nay không còn hiện tượng bán chênh giá, mà thậm chí còn đang khuyến mãi thêm 10 triệu đồng. Cách đây một năm, Toyota Rush là mẫu xe bị bán chênh giá nhiều nhất trong phân khúc xe 7 chỗ giá dưới 700 triệu đồng. Theo đó, người mua phải bỏ thêm 100 triệu đồng do tình trạng bia kèm lạc. Sự vươn lên mạnh mẽ của Mitsubishi Xpander đã khiến cho giá bán của Toyota Rush hạ nhiệt. Tại nhiều địa chỉ ở Hà Nội hiện nay, Toyota Rush còn được khuyến mại thêm 10 triệu đồng. Rush không được nhiều người quan tâm, một phần vì giá bán cao và bị đội thêm. Một nhân viên bán hàng của Toyota cho biết, khác với Toyota Rush, Toyota Avanza hiện nay đang có mức giá khá ổn định. Dòng xe này niêm yết thấp hơn Rush, phiên bản 2019 thay đổi nhiều ở nội ngoại thất, tăng tính thẩm mỹ. Dù vậy, sức mua của mẫu xe này hiện nay cũng rất thấp. Theo chia sẻ từ nhiều đại lý, Avanza nhập về bán cho đủ số lượng, chứ khách không quan tâm, một nhân viên bán hàng của Toyota bình luận. Cùng với nhóm hàng, Suzuki Ertiga có giá bán rẻ, nhưng nguồn hàng thì lại khan hiếm. Xe không có nhiều, khách hàng phải chờ xe từ nhà máy ở Indonesia sản xuất để xuất khẩu sang. Doanh số tháng 11 chỉ đạt có 813 xe, xếp trên Toyota Rush với doanh số 271 xe. Không giảm giá, nguồn cung dồi dào, Mitsubishi Xpander hiện nay đang trở thành đối thủ đáng gờm ở cuộc đua doanh số. Năm 2019 có hơn 20.000 xe Xpander tới tay khách hàng. Vị trí đầu bảng của mẫu xe này rất khó bị lật đổ khi Xpander sẽ được lắp ráp trong nước trong năm nay. Nhớ lại thời điểm bán ra, Toyota Rush rất gây chú ý khi có thiết kế ngoại thất có phần giống với SUV đàn anh Fortuner. Với mức giá 668 triệu đồng được đưa ra, Rush trở thành chiếc xe có giá bán cao nhất trong phân khúc. Tuy vậy, ngay sau khi công bố giá, giá bán của Rush ngay lập tức bị đẩy lên hơn 700 triệu đồng do tình trạng bia kèm lạc. Cụ thể, ngoài giá xe, khách hàng còn phải trả thêm phần phụ kiện chính hãng do đại lý cung cấp trị giá 120 triệu đồng. Ông Toru Kinoshita, tổng giám đốc của Toyota Việt Nam cho biết, hãng không có chủ trương bán tăng giá bia kèm lạc. Tuy vậy, không ít khách hàng vẫn phải chi trả cho những phụ kiện này. Những tháng đầu, doanh số của Rush rất tốt, dao động từ 300 cho đến 500 xe một tháng. Bắt đầu từ tháng 3, doanh số của Rush chỉ còn lại từ 100 đến 200 xe một tháng. Không có nhiều khách hàng mua xe, giá xe quá cao nên khách hàng ái ngại, thậm chí lại còn bắt phải trả thêm tiền. Một nhân viên bán hàng của Toyota Hà Nội nói, thời điểm hiện tại, Rush đã về đúng giá niêm yết, một số đại lý hiện nay còn phải khuyến mại từ 5 đến 10 triệu đồng để quyến rũ khách hàng. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.